cuộc tranh luận về Great Upon Time đã kết thúc. Giải thưởng sau cùng cũng là một phần của bộ sưu tập Di sản đã hoàn thành. FIFA viết trên trang Twitter chính thức kèm theo ảnh Messi cầm cúp vàng và giải cầu thủ hay nhất trận chung kết World Cup. Với chính lời thừa nhận từ FIFA, nhiều người đã nghĩ rằng Messi giờ đây chính là đấng tối cao của làng túc cầu. Với danh vọng đạt ở ngưỡng vĩ đại và được thế giới hết mực tôn vinh ở mọi nơi anh đã đi qua. Đặc biệt đối với câu lạc bộ Barcelona, đây chắc hẳn là nơi tôn sùng anh nhất bởi những vinh quang mà anh đem lại cho đội. Ngày anh rời đi, hàng vạn trái tim culi đã vỡ tan. Họ cầu xin anh ở lại với sự tôn kính có lẽ chỉ thấy ở các bậc ân trên. Nhưng thực tế phũ phàng, Messi rốt cuộc cũng phải rời khỏi mái nhà Camp Nou trong cay đắng. Dẫu vậy người ta vẫn nghĩ rằng cuộc chia tay này là một sự bất khả dĩ, rằng Barca không bao giờ muốn chia tay công thần vĩ đại nhất của mình. Thế nhưng, trong một cuộc điều tra rất lớn của cảnh sát Catalonia đã lật mở nhiều góc khuất tăm tối xung quanh sự vụ nói trên. Hóa ra ở thủ phủ Catalonia, Messi đã không nhận về nhiều sự tôn trọng như chúng ta đã tưởng, dù rằng anh xứng đáng. Thậm chí tiền đạo người Argentina còn bị miệt thị, anh bị gọi là thằng lùn thiếu hóc môn, chuột cống. Những từ ngữ vô cùng xúc phạm có thể xem là tệ hại nhất mà họ có thể dành cho tượng đài sống của mình. Ngay sau đây, quý vị hãy cùng chúng tôi lật mở những góc khuất đầy tăm tối về khoảng thời gian cuối cùng El Pulga phải trải qua ở Barcelona. Josep Bartomeu đã mất ghế chủ tịch tại câu lạc bộ Barcelona từ lâu. Nhưng các bê bối xung quanh ông cùng bộ máy của ông vẫn không ngừng xuất hiện trên các mặt báo trong thời gian qua. Mới đây, phóng viên Rodrigue của đài phát thanh Serena Tây Ban Nha cho biết, cảnh sát Catalonia đã xác định được danh tính người tuồn thông tin về hợp đồng của Lionel Messi và Gerard Piqué ra bên ngoài báo chí. Đó là Oscar Grau và Roman Gomez Ponti, lần lượt là CEO và trưởng bộ phận pháp lý trong ban lãnh đạo thời chủ tịch Josep Bartomeu. Cụ thể, phía cảnh sát sau khi thu thập được các thiết bị phần cứng tại trụ sở của Barca trong cuộc điều tra Barca Gate trước đây, họ đã phát hiện bằng chứng là các cuộc hội thoại giữa một số thành viên trong ban lãnh đạo cũ thời Bartomeu cho thấy những người này cố tình tiết lộ thông tin về hợp đồng của các cầu thủ. Hành vi này không liên quan đến mục đích điều tra của cảnh sát về vụ việc Barca Gate. Họ vốn tập trung phanh phui các tội danh tham nhũng và quản lý không minh bạch của các cá nhân trong ban lãnh đạo thời Bartomeu. Do đó, phía tòa án rất có thể sẽ mở ra một phiên tòa khác cho vụ việc này. Serena hé lộ một phần nội dung trong kết quả điều tra của cảnh sát. Chính Roman Gomez Ponti đã gửi một email cho Josep Bartomeu đề nghị cựu chủ tịch của Barca tiết lộ thông tin hợp đồng của Messi và Piqué ra công chúng. Ở thời điểm đó, ban lãnh đạo Barca đã gây sức ép yêu cầu các cầu thủ giảm lương trong bối cảnh khủng hoảng tài chính vì Covid-19. Họ quyết định biến Messi và Piqué trở thành những kẻ phản diện trong mắt người hâm mộ, khơi gợi sự phẫn nộ của công chúng, từ đó chống lại chính Messi và Piqué. Mục đích cuối cùng là gây áp lực lên các cầu thủ, buộc họ phải ra đi hoặc chấp nhận giảm lương đáng kể. Tuy nhiên, điều khiến giới truyền thông thời gian qua dậy sóng chính là đoạn tin nhắn WhatsApp của ban lãnh đạo Barca dưới thời Bartomeu được tờ El Periodico tiết lộ, bởi nó chứa đựng những tình tiết gây sốc liên quan đến Messi. Cụ thể, Roman Gomez Ponti, thị trưởng bộ phận pháp lý của Barcelona đã gọi Messi là chuột cống, là thằng lùn thiếu hóc môn mang ơn câu lạc bộ suốt đời. Còn Piqué là tên khốn nạn. Các tin nhắn này bắt nguồn từ ngày 31 tháng 1 năm 2021, trùng thời điểm tờ El Mundo công bố một phần hợp đồng giữa Messi và Barca. Barto à, thành thật mà nói chúng ta không nên đối tốt với con chuột cống này. Câu lạc bộ đã cho hắn ta mọi thứ, nhưng hắn ta lại thiết lập nên chế độ độc tài riêng mình bằng những lời đề xuất chuyển nhượng trong suốt thời gian dài. Những người làm việc tại câu lạc bộ đã rất khổ sở vì gã lùn thiếu hóc môn vốn luôn phải mang ơn Barca cả đời này. Khi đại dịch ập đến, chẳng phải hắn đã nói, ngài chủ tịch, đừng giảm lương của tôi và Luis Suarez. Tôi chỉ mong hắn ta rời khỏi câu lạc bộ trong sự thờ ơ của tất cả. Thị trưởng bộ phận pháp lý Barcelona Ponti viết trong đoạn đối thoại với cựu chủ tịch Bartomeu. Qua những lời lẽ này, chúng ta có lẽ cũng nhận ra bộ phận lãnh đạo Barca dưới thời chủ tịch Bartomeu ghét cay ghét đắng Messi đến nhường nào. Nhưng vì lòng tham, mưu đồ trục lợi, họ ngoài mặt vẫn giả nhân giả nghĩa với El Pulga để không mất đi hình ảnh biểu tượng của câu lạc bộ, không mất đi sức hút với các nhà tài trợ và những bản hợp đồng thương mại béo bở. Sau cùng, ban lãnh đạo sâu mọt này chỉ xem Messi như một quân cờ dưới tay mình, vô cùng cháo trở. Bởi lẽ, sau tất cả những gì Messi đã cống hiến, những thành tích mà Messi đã đem lại, cách đối xử của họ dành cho anh là bội tín, vô ơn. Ai đã góp phần biến Barcelona trở thành một trong những câu lạc bộ bóng đá vĩ đại nhất thế kỷ 21? Ai đã khiến cả trời Âu phải khiếp đảm mỗi khi nghe tới cái tên Barca? Đổi lại, Messi bị Ponti, một gã nịnh thần của Bartomeu xúc phạm với những lời lẽ đầy tệ hại. Dù rằng ở thời điểm ấy, Messi vẫn còn khoác lên mình màu áo đỏ xanh, đã cống hiến hết mực nếu không muốn nói là bị vắt kiệt sức. Ngoài ra, theo kết quả điều tra của cục cảnh sát, Thomas, một thành viên khác trong ban lãnh đạo của Barca thời đó từng nói với Bartomeu rằng: "Tôi tin chắc chính Laporta đã tiết lộ thông tin hợp đồng của Messi."
đó là một nước đi trong chiếc dịch tranh cử của lão ta. Sau đó, Buttermilk trả lời, không đâu, nhưng ngay cả khi như vậy thì ai là người cung cấp các chi tiết đó cho ông ta? Như vậy, có thể thấy nội tình của câu lạc bộ Barcelona vào thời điểm chuẩn bị chia tay Messi là vô cùng rối ren. Ngay cả cựu chủ tịch Josep Bartomeu khi ấy cũng bị cấp dưới qua mặt. Sau cùng, ông buộc phải từ chức sớm vì vụ bê bối Barca Gate và sự bất lực trong công tác quản lý của mình. Và tiếp theo đó, cơ sự ra sao thì ai cũng rõ. Juan Laporta tái đắc cử qua một chiến dịch được hậu thuẫn bởi chính Messi. Nhưng khi ông đã thành công lên thay vị trí chủ tịch, El Pulga lại trở thành một trong những cầu thủ đầu tiên phải dứt áo ra đi vì vấn đề tài chính và nợ lương. Nói Bartomeu lợi dụng, khinh rẻ như cái cách Laporta đối xử với Messi thì cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Cách mà ông đối xử với M10 như là vắt chanh bỏ vỏ, khi nhận thấy Messi đã không còn mấy giá trị với nhiệm kỳ thứ hai của mình, ông lập tức dựng nên một vở kịch nhằm tống anh ra đường. Theo nguồn tin đáng tin cậy từ nhà báo Lorente của tờ Mundo Deportivo vốn rất thân Barcelona, quyết định chia tay Messi đã có từ một tháng trước đó. Cả Laporta và giám đốc điều hành của Barca đều thống nhất rằng Messi không còn phù hợp với các kế hoạch kinh tế mới của họ, không còn phù hợp với giới hạn lương của họ. Tuy nhiên, Laporta ngoài mặt thì vẫn giả vờ thực hiện các cuộc đàm phán cho đến khi Messi trở lại trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới, dẫu bên trong đã lo liệu hậu sự. Bằng chứng là Pepe Costa, cánh tay phải của Messi, kiêm giám đốc văn phòng dịch vụ cầu thủ đã không nhận được bất cứ lời đề nghị gia hạn nào, dù hợp đồng của anh kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Trong cuộc họp báo tổ chức vào sáng ngày 6 tháng 8, Laporta giải thích rằng ngay cả mức lương tối thiểu mà Messi sẵn sàng chấp nhận để tiếp tục ở lại cũng vẫn là quá nhiều so với khả năng chi trả của câu lạc bộ. Barca đơn giản là không có khả năng trả những gì Messi yêu cầu và do đó sẽ không có thỏa thuận nào vì Laporta biết Messi sẽ không ký. Thế nhưng về sau, Messi đã lật mặt vị chủ tịch cháo trời này thông qua tiết lộ. Anh và người đại diện là cha mình đã không nhận được bất cứ thông báo nào từ câu lạc bộ về những vấn đề trên. Laporta không hề tiết lộ những khó khăn mà bản hợp đồng gặp phải đến tận trước khi Messi trở lại thành phố Barcelona vài giờ sau chức vô địch Copa America lịch sử. Laporta vẫn tiếp tục nói dối. Có thể thấy, Laporta đã đi một nước cờ rất cao tay. Ông lợi dụng giới hạn tài chính của câu lạc bộ để làm lý do khiến Messi ra đi. Trong khi trên thực tế đã nắm tình trạng của câu lạc bộ từ trước, Laporta vẫn luôn nói với mọi người rằng mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp và Messi sẽ ký hợp đồng thôi. Trong khi bản thân ông biết rằng sẽ không có điều nào có thể xảy ra cả. Thậm chí ngay cả nguyên do mà ông đưa ra cũng là một sự dối trá đến đáng sợ. Ông Jomet Guzet, người sáng lập ra Media Pro và cũng là một hội viên của Barca cho biết, La Liga đã chấp thuận hợp đồng của Messi vài ngày trước khi xuất hiện tin tức về việc anh ra đi do câu lạc bộ không thể tuân thủ các quy định tài chính của giải đấu. Tôi có thể chắc chắn một cách đáng tin cậy bởi vì tôi đã xác minh điều đó. Vấn đề đăng ký của Messi với La Liga đã hoàn toàn được đồng ý và thống nhất trong vài ngày. Đến thời điểm 48 giờ trước, sự đồng ý này vẫn trong trạng thái sẵn sàng để được công bố. Nhưng một điều gì đó đã xảy ra. Một điều mà tôi không được phép biết, UZ đã tiết lộ trong ngày Messi nói lời chia tay Barca. Chẳng một ai có thể phủ nhận rằng chính Barca đã là nơi giang tay cứu rỗi sự nghiệp cầu thủ của Messi, thậm chí là cả cuộc đời anh. Nhưng ở chiều ngược lại, Messi đã đóng góp mọi thứ có thể vào sự hùng vượng của câu lạc bộ. Anh xem chừng cũng chẳng còn nợ gì Barca nữa. Giờ đây, Messi đã có được chức vô địch World Cup mà anh hằng mong ước, đồng thời cũng đang rất hạnh phúc cùng đội bóng mới. Trong khi đó, Barcelona lại có một mùa giải thứ hai liên tiếp xuống chơi ở hạng đấu Europa League tại đấu trường châu Âu. Kém cỏi hơn là họ đã bị Manchester United loại một cách đầy cay đắng. Danh xưng gã khổng lồ xứ Catalonia vì thế cũng chẳng còn nữa. Âu cũng là quả báo dành cho thói khinh miệt, ruồng bỏ công thần mà họ đã dùng để đối xử với Messi.